Sáng ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Jong In-jin, 38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc về tội giết người, cướp tài sản. Jong In-jin được cho là đã phân xác bạn đồng hương vì mâu thuẫn tiền bạc. Thời điểm xảy ra vụ án, do bị ức chế và áp lực tâm lý do việc làm ăn kinh doanh bị thua lỗ và bị em vợ, bạn bè đòi lại số tiền 2,7 tỷ đồng, nên Jong In-jin nảy sinh ý định bắt giữ anh Han Yong-duk để gây áp lực đòi lại tiền góp vốn đầu tư kinh doanh trước đó. Jong In-jin mua cưa tay, kềm, kéo và túi ni lông màu trắng, 10 viên thuốc ngủ và một hộp găng tay y tế đem về công ty cất giấu. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Jong In-jin hẹn và chở anh Han Yong-duk về công ty để giải quyết việc trả nợ. Jong In-jin đổ 4-5ml cyanide và bia vào ly có chứa thuốc ngủ cho anh Han Yong-duk uống. Khoảng 20 phút sau, anh Han Yong-duk ngấm thuốc nằm bất động còn thoi thóp, thì Jong In-jin lấy chính cái găng tay y tế nhét vào miệng của anh Han Yong-duk để không thể kêu la. Sau đó, Jong In-jin kéo anh Han Yong-duk xuống tầng 1, đưa vào phòng vệ sinh, cắt rời thi thể của anh Han Yong-duk thành 11 phần bỏ vào vali và các túi ni lông giấu ở nhiều nơi trong công ty, rồi chiếm đoạt hai vòng tay trị giá 103 triệu đồng, một chiếc điện thoại của anh Han Yong-duk.